Rằng đã có bạn trai, người yêu tớ còn chưa có ai thèm. Từ xưa đến nay vẫn chưa yêu một ai đâu. Ra riêng ta mang theo chào cao rước, còn nhau quen về nhà thì mời ra sông, quyết định làm đám cưới thôi. Hoàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Bác sĩ có nhận xét gì về khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh ạ? À? Cái tên Lệ Dĩnh đã nói lên vẻ đẹp của cô ấy, có nghĩa là diễm lệ và thông minh. Thế còn góc độ bác sĩ đánh giá thì Triệu Lệ Dĩnh là một tuyệt sắc giai nhân với vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo, có thể khiến các bậc quân tử anh hùng điêu đứng. Vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh đó là sự tổng hợp hài hòa của các đường nét trên khuôn mặt, cùng với đó là sự cuốn hút về chiều sâu. Tuy nhiên, trong vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh, ngay cả khi cô ấy cười thì bác sĩ thấy phảng phất thấy chất chứa ở đâu đó một nét buồn man mác, thể hiện rõ nhất đó là ở cái đôi mắt có nét mệt mỏi. Chúng ta, những người hâm mộ đều hy vọng rằng những bão tố, những sóng gió đã từng xảy ra với Lệ Dĩnh nó sẽ ở lại phía sau, và chỉ còn thấy một hình ảnh Lệ Dĩnh không những xinh đẹp, sắc sảo mà còn luôn vui tươi các bạn nhé. Không đông, không ngông, không sai, không sợ ai.